Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ bảy ngày 6 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2025 kinh tế đô thị chiếm khoảng 75% tổng sản phẩm nội tỉnh. Quảng Trị 4 tháng đầu năm thu thuế xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế La Lây đạt 68% kế hoạch năm. Quảng Nam xây dựng sản phẩm OCOP tinh dầu trên vùng cát Thăng Bình. Ninh Thuận câu chuyện xã hội hóa thu gom rác thải ở huyện Ninh Phước và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tỉnh ủy Ninh Thuận vừa ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chạm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, kinh tế đô thị chiếm khoảng 75% tổng sản phẩm nội tỉnh, trong đó thành phố Phan Rang Tháp Chạm chiếm tỷ trọng 90% kinh tế đô thị toàn tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế đô thị bình quân đạt 12-13%. Theo đó, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, tư duy về vai trò, vị trí của kinh tế đô thị, từng bước xây dựng lộ trình thích hợp để mở rộng ranh giới thành phố Phan Rang Tháp Chàm, gắn với mở rộng quy mô kinh tế đô thị theo hướng mở rộng ranh giới hành chính các đô thị, tập trung nguồn lực cho các dự án đầu tư, phát triển các đô thị, các trung tâm kinh tế động lực làm khâu đột phá, sức lan tỏa lớn, kết nối vùng, tạo đà phát triển kinh tế xã hội. Chuyển đổi cơ cấu các ngành kinh tế trong các đô thị một cách hợp lý, nâng cao trình độ công nghệ, áp dụng kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất ở các đô thị, tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để phát triển đô thị, đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh là một trong những đô thị trọng tâm liên kết vùng với chức năng dịch vụ, du lịch, trung tâm hành chính, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh và khu vực. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo kế hoạch giai đoạn 2021-2030, tỉnh Ninh Thuận phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10,84% một năm. Đến năm 2030, GRDP của tỉnh tăng 3,65 lần so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 200 triệu đồng một người một năm. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ban ngành địa phương tổ chức phát triển theo không gian ba hành lang chính, trục cao tốc Bắc Nam, tuyến đường ven biển và hành lang Đông Tây theo tuyến quốc lộ 27 lên Nam Tây Nguyên để huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng lợi thế đặc thù của từng tiểu vùng, gắn liên kết vùng với khu vực Tây Nguyên và tiểu vùng Nam Trung Bộ. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp kịp thời chặt chẽ với các bộ, ngành, trung ương, địa phương trong vùng xây dựng thể chế liên kết vùng để điều phối và kết nối phát triển vùng. Đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, tập trung phát triển mạnh hệ thống đô thị, nhất là hệ thống đô thị ven biển, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên biển và rừng, bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tình hình thu thuế xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế La Lây ở tỉnh Quảng Trị thời gian gần đây đã có nhiều khởi sắc, chỉ trong 4 tháng đầu năm đã đạt 68% kế hoạch của cả năm. Theo đó, kể từ khi mặt hàng than đá được nhập khẩu từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế La Lây đã gia tăng khối lượng hàng hóa và phương tiện vận tải tại đây. Tính đến cuối tháng 4 năm 2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lây đã thu thuế xuất nhập khẩu được 151 tỷ đồng trên kế hoạch 220 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch giao. Có thời điểm mỗi ngày thu được hơn 2 tỷ đồng. Đây là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, theo lực lượng chức năng cho biết, hiện tại hoạt động thông quan hàng hóa tại khu vực cửa khẩu đang gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ. Chưa có bãi hạ tải, khu vực kiểm hóa và giao thông quốc lộ 15D gặp nhiều khó khăn. Những khó khăn bất cập này nếu sớm được giải quyết, chắc chắn lượng phương tiện hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế La Lây sẽ gia tăng, nguồn thuế xuất nhập khẩu và các khoản thu khác sẽ tăng cao hơn.
Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn phục hồi hậu COVID-19 sau gần 2 năm, tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiều giải pháp, tăng cường thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất trong tỉnh đã khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, dần lấy lại đà tăng trưởng sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Một trong những giải pháp đó phải kể đến nhiều hoạt động xúc tiến thương mại có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp các doanh nghiệp cơ sở sản xuất tiếp cận, mở rộng thị trường. Thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó đặc biệt là thương mại điện tử, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh, quảng bá thương hiệu, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia các hội nghị chương trình kết nối cung cầu tại các tỉnh thành phố được tổ chức, qua đó đưa các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh tiếp cận với người tiêu dùng của nhiều vùng miền trên cả nước, nâng cao hiệu quả kết nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Một trong những giải pháp quan trọng khác là hỗ trợ nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc quảng bá giới thiệu sản phẩm trên nền tảng trực tuyến, kỹ năng tham gia và khai thác hiệu quả các sàn thương mại điện tử nhằm phát triển đa dạng các kênh phân phối. Đối với nông sản địa phương, ngành chức năng cũng sẽ chuẩn bị thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm có tính thời vụ, tránh kịch bản được mùa mất giá. Hoạt động xuất khẩu sẽ tập trung xúc tiến các thị trường trọng điểm, nhất là khu vực ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA với Việt Nam, đồng thời tiếp cận với những thị trường mới tiềm năng. Với sự cần cù chịu khó cùng sự hỗ trợ của nhiều chương trình, dự án, thời gian qua, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã mạnh dạn khởi nghiệp, tạo việc làm tự chủ kinh tế, đồng thời góp phần tạo thêm thu nhập cho người dân địa phương. Chị Bùi Thị Nguyệt đang nỗ lực xây dựng thương hiệu dầu tràm Linh Vũ ngay tại vùng đất cát ở xã Bình Sa, huyện Thăng Bình. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng những thành công bước đầu đã tạo động lực lớn cho chị Nguyệt trong thực hiện mục tiêu xây dựng một sản phẩm ô cốp chất lượng ngay tại vùng cát Thăng Bình. Nhắc đến dầu tràm, người tiêu dùng thường nghĩ đến xứ Huế, thế nhưng ở vùng đất Bình Sa, huyện Thăng Bình, chị Bùi Thị Nguyệt từ nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương đã xây dựng thương hiệu dầu tràm Linh Vũ. Sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao và đạt giải B sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021. Hiện nay, dầu tràm Linh Vũ đã được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé cũng như dùng trong gia đình. Thương hiệu này không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà thông qua thương mại điện tử đã đến với người dùng ở các tỉnh thành phố, đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Mình bán chủ yếu là trên Zalo, trên Facebook và trên trang website, với lại sản phẩm của mình được đưa lên trong Quảng Nam mà. Và bây giờ là mình bán toàn hộ online, mình ship không à. Chứ còn ví dụ như là khách sỉ của mình á, thì mình bây giờ mình cũng ship hết, ship đi tận nơi hết. Mình gửi xe có, mình gửi đường bưu điện có. Còn mình bán lẻ thì nó trong quanh vùng quê thôi, chứ còn chủ yếu đây là mình có cái công ty dược và mấy cái quầy thuốc tây và những cái shop em bé. Nguồn nguyên liệu ban đầu để sản xuất dầu tràm ở cơ sở chị Bùi Thị Nguyệt là lá tràm tự nhiên do người dân thu hái. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào, chị Bùi Thị Nguyệt đã liên kết với 20 hộ nông dân trồng 5,3 hectare cây tràm gió, cung ứng lá cho một số cơ sở dầu tràm, trong đó có dầu tràm Linh Vũ. Các hộ này được ngành nông nghiệp huyện Thăng Bình hỗ trợ cây giống. Ngoài ra, còn một số hộ dân trực tiếp liên kết với chủ cơ sở dầu tràm Linh Vũ trong khoảng 2 hectare. Việc liên kết sản xuất này vừa đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định để cơ sở sản xuất, vừa tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là ở vùng đất cát nhiều khó khăn này. Đồng bào Chăm ở Ninh Thuận hiện có 19.239 hộ với 85.343 khẩu, chiếm 11% dân số toàn tỉnh, sinh sống tập trung tại 35 thôn, khu phố trên địa bàn, 13 xã thị trấn, thuộc 6 huyện, thành phố. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành địa phương, đời sống kinh tế xã hội của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận có nhiều đổi thay. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo được tạo điều kiện vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, từ đó vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Gia đình ông Sử Ngọc Dễ từng thuộc diện khó khăn ở thôn Văn Lâm 4, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Trước đây, ngoài trồng lúa, hai vợ chồng ông phải đi làm thuê, làm mướn thêm để kiếm sống. Năm 2010, ông quyết định vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư trồng cỏ và nuôi bò sinh sản. Nhờ chăm sóc tốt, đàn bò của gia đình sinh sản đều đặn. Đến nay, gia đình ông có hơn 10 con bò, giúp gia đình có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Cũng nhờ chỗ chăn nuôi mới vươn lên cuộc sống để cho con cái đi học.
đi học với lại là sắm sửa sinh hoạt gia đình nó tương đối đầy đủ. Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam có 4 làng chăm, đời sống của bà con chủ yếu dựa vào chăn nuôi và trồng lúa. Hiện nay hầu hết đồng bào chăm nơi đây đều chủ động trồng cỏ để phục vụ chăn nuôi, đồng thời canh tác lúa theo mô hình cánh đồng lớn để tăng hiệu quả kinh tế. Nhờ vậy, đời sống của bà con ngày một nâng cao và tỷ lệ hộ nghèo ở 4 thôn đồng bào chăm còn dưới 2%. Cũng nhờ sự quan tâm của nhà nước là mở lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi bò, dê, cừu cho bà con nông dân, mà từ chỗ đó là người dân làm ăn được vươn lên. Cùng với các chính sách hỗ trợ đầu tư của Trung ương và địa phương, những năm gần đây, đồng bào chăm Ninh Thuận đã đẩy mạnh đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường liên kết sản xuất. Nhờ đó, đời sống của bà con đã có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Tính đến cuối năm 2022, hộ nghèo trong đồng bào chăm còn 829 hộ, chiếm 7,5% so với số hộ nghèo toàn tỉnh, và 1.447 hộ cận nghèo, chiếm 14,3% so với tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh. Theo dõi, nắm bắt tình hình tiến độ triển khai thực hiện dự án chương trình mục tiêu quốc gia để tham mưu kịp thời triển khai các cái chương trình trên địa bàn, phối hợp với các sở ngành và địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn với vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh Ninh Thuận dự kiến từ nay đến năm 2025 sẽ huy động trên 2.780 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương, ngân sách địa phương, vốn tín dụng và nguồn vốn xã hội hóa để tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và dân sinh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là vùng đồng bào chăm, để bà con có thêm điều kiện phát triển sản xuất. Tỉnh cũng chú trọng thu hút các doanh nghiệp đầu tư tại các vùng đồng bào chăm để liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất các loại cây trồng vật nuôi cho giá trị kinh tế cao, giúp bà con nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững. Bản tin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6 năm 2023, tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức lễ hội ẩm thực năm 2023 với chủ đề Hương vị ẩm thực Ninh Thuận. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình lễ đón bằng công nhận của UNESCO, ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và lễ hội Nho Vang Ninh Thuận năm 2023. Ninh Thuận sẽ tổ chức 50 gian hàng ẩm thực đi cùng với các hoạt động trưng bày nghệ thuật ẩm thực, nguyên vật liệu chế biến món ăn và quay chiếu video clip quảng bá hình ảnh các vùng nguyên liệu đặc trưng như hàu, dê, cừu, quay bán các sản phẩm liên quan đến ngành bếp, quay biểu diễn nấu ăn của các đầu bếp nổi tiếng, đồng thời tổ chức cuộc thi đầu bếp tài năng Ninh Thuận năm 2023 với đối tượng dự thi là các đầu bếp tại các nhà hàng khách sạn trong và ngoài tỉnh. Hình thức thi online bắt đầu nhận bài thi từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2023 và trực tiếp tại khu vực quảng trường 16 tháng 4. Lễ hội ẩm thực Ninh Thuận năm 2023 được tổ chức nhằm giới thiệu các món ăn truyền thống đặc trưng của tỉnh Ninh Thuận và các vùng miền trong nước, giới thiệu các nguyên vật liệu chế biến và những món ngon đặc thù của tỉnh Ninh Thuận. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong những ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 100 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc đến thời điểm hiện tại lên gần 175.000 trường hợp. Trong đó có trên 174.000 trường hợp khỏi bệnh, 281 trường hợp tử vong và 111 trường hợp đang điều trị. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc trong những ngày qua có xu hướng tăng. Nhằm duy trì nâng cao năng lực điều trị COVID-19, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong và bảo vệ các đối tượng nguy cơ trong các cơ sở khám chữa bệnh, ngành y tế Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị các cơ sở y tế đánh giá hiệu quả và kiện toàn, triển khai các phương án phòng chống dịch tại đơn vị, rà soát cập nhật và tiếp tục thực hiện kế hoạch thu dung điều trị người bệnh COVID-19 tại đơn vị, đảm bảo nguyên tắc 4 tại chỗ, chủ động thống kê, dự trù, đảm bảo các điều kiện về thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. Khi dịch bệnh phức tạp xảy ra, chủ động nâng cao năng lực điều trị, cấp cứu, hồi sức tích cực tại cơ sở. Trong đó, cập nhật tập huấn nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán điều trị COVID-19 cho các nhân viên y tế tại đơn vị. Thực hiện đầy đủ việc phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị. Theo quyết định số 5525 ngày 1 tháng 12 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Y tế, bố trí nhân lực theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 khi có chỉ định nhập viện, phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế tử vong. Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị các địa phương cùng một số bộ ngành tăng cường truyền thông và kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp mua bán kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và xì xa. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường phổ biến thông tin về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đến công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn, đồng thời ban hành các quy định để ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm này tại các cơ quan công sở, các cơ sở giáo dục và tăng cường hoạt động kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp mua bán sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xì xa trên địa bàn. Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp đẩy mạnh hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ sở giáo dục, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xì xa tại các cơ sở giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm môi trường do rác thải là vấn đề đáng quan tâm tại các vùng nông thôn hiện nay. Tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, nhờ phát huy sức mạnh từ cộng đồng trong việc thu gom, xử lý rác thải, nên tiêu chí số 17 về vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương này đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trước đây, tại khu vực Bầu Bèo thuộc thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước, từng tồn tại bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Nguyên nhân phát sinh bãi rác do chỉ mới có 50% hộ dân đóng phí vệ sinh môi trường, số còn lại lén lút đổ rác tại đây. Để bà con đổ rác đúng nơi quy định, chính quyền địa phương đã vận động lắp đặt camera giám sát tại khu vực phát sinh bãi rác. Qua trích xuất hình ảnh từ camera, chính quyền địa phương đã vận động nhắc nhở và xử lý việc đổ rác không đúng nơi quy định. Nhờ đó đến nay không còn tình trạng bỏ rác tại khu vực này, số hộ dân tham gia đóng phí vệ sinh môi trường tăng hơn 80%. Từ khi mà lắp đặt camera đó trích xuất tình hình vừa đảm bảo an toàn an ninh trật tự của địa phương và bỏ rác đúng nơi quy định. Tại xã Phước Thuận, hơn 3 năm nay công tác thu gom rác thải sinh hoạt theo mô hình không tiếp đất được duy trì tại 7 thôn trong xã đã thành nếp quen. Cứ cách nhật mỗi buổi sáng, các hộ dân tập kết rác sinh hoạt ra trước nhà, công nhân của công ty Nam Thành đến từng hộ thu gom và vận chuyển về nơi xử lý. Địa phương đã phối hợp với công ty Nam Thành đã tổ chức triển khai và vận động người dân tự ý tham gia cũng như tự ý đóng tiền thu gom rác thải để tổ thu gom rác thải tới từng gia đình để trực tiếp là vận chuyển rác từ gia đình đến khu bãi tập trung. Khi Ninh Phước mới đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, tiêu chí số 17 về vệ sinh môi trường chỉ mới đạt ở mức tối thiểu. Có 59 trên 65 thôn khu phố có tổ đội thu gom rác thải, tỷ lệ hộ dân đóng phí vệ sinh môi trường đạt khoảng 38%. Nhờ đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền vận động, đến nay 100% các thôn khu phố trên địa bàn huyện đã có tổ đội thu gom rác thải không tiếp đất, tỷ lệ hộ dân tham gia đóng phí vệ sinh môi trường đạt khoảng 80%. Toàn bộ rác thải sau khi thu gom được vận chuyển về nhà máy của công ty Nam Thành xử lý theo quy định. Làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để làm sao cho nhân dân có cái nhận thức về cái vai trò ý nghĩa của vệ sinh môi trường cũng như là vai trò chủ thể của người dân trong cái xây dựng nông thôn mới nói chung và cái vệ sinh môi trường nói riêng. Cái thứ ba nữa là tăng cường cái vai trò giám sát cộng đồng, giám sát tại khu dân cư thông qua cái giám sát trực tiếp cũng như là ứng dụng công nghệ thông tin, lắp đặt các camera bằng hình thức xã hóa để giám sát. Thực tế cho thấy tiêu chí số 17 về vệ sinh môi trường không đòi hỏi phải có nhiều kinh phí, nhưng lại là tiêu chí khó thực hiện trong xây dựng nông thôn mới. Việc phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư cùng chung tay bảo vệ môi trường đã góp phần tích cực trong việc thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Ninh Phước. Với những kết quả đạt được, huyện Ninh Phước phấn đấu đến năm 2025, 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và có từ 1 đến 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bản tin buổi 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.